Hôm nay mình ăn chả giò mọi người ạ. Mà trước khi ăn chả giò mình chơi cái Duchen này mọi người. Mình sẽ thảy cái ống, cái bình nước này, nếu mà nó thẳng, mình thảy làm sao mà nó thẳng được lên như vậy á, thì mình được phép ăn chả giò. Cho đến khi mình được phép ngồi ăn, cho đến khi người khác thảy cũng được lên ấy, thì phải đứng dậy cho người khác tới ngồi ăn. Nhá, bây giờ mọi người theo dõi gia đình mình chơi coi ai được ăn chả giò nha. Ok, bắt đầu. Đi khăn. Yes, sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiss you, babe. Ich bin. No, I am first. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6. 6. Ok, mình là người chơi trước mọi người ạ. Hồi hộp quá. Bắt đầu mình làm thử ra được không nhá. 1, 2, 3. Nào, mình không được mình phải đi ra đằng sau. Không được luôn, phải đi ra đằng sau. The master is right. Làm chưa ai được hết. Đi đâu rồi? Xin chào mọi người nhá. Hồi nãy giờ mình chơi như vậy là vui mọi người ạ. Không biết mình thấy đu trên mạng mình chơi vậy á. Thôi bây giờ không chơi nữa, mệt quá. Ngồi ăn vậy cho ngon mọi người. Đấy, hôm nay phê thịt sống thịt. Mình cuốn à, rau sống này ngò gai mọi người. Màu rí, mấy ngò gai. Đây rau thơm.
Thịt bẹp thung chả giò cho mọi người. Thịt bẹp thung ai vậy này? Đó là mình quấn rau mình ăn mọi người, cho nước mắm. Mắm mọi người nhá. Ngồi ăn vậy ngon hơn mọi người chứ. Mệt quá, vừa chạy vừa mệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Maar jij moet normaal gewoon dat eten, man. Ja, natuurlijk. Want er was er niks meer over. Ik voel me ook wel weer happen. Ja, happen. Chơi vậy cũng vui mọi người. Nhưng mình đổ hơi nhiều vị nhiều nữa, sao mình lấy cái chai lớn hơn chút xíu, khó làm hơn. Đó, ít lâu mình đi play đi cốt rồi mình xin mắt được rồi. Đúng vậy ạ? What? 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 Hả? Ngu lắm. Ít chụp lại rồi. Nó có thể là đi lâu rồi. Hả? Hả? Vậy là phải nét xuống đi thôi. Hoe nou dan? Ik wil ook een waterspuit pakken. Oh, dit wordt een goede. Wat? Goed voor jou. Ja, doe. Prachtig, jongen. Hm? Moet ik zo wat uit, hè? Ja, lekker toch? Chờ lại vui mà nóng vậy. Hem nóng mọi người mà. Hm? 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 Quấn mà cho nó thơm mới ngò vô nữa. Cho miếng nước mắm là ngon hết sạch mọi người ạ. Cô còn nước kìa. Hm? Hết là từ lúc vậy. Mời mọi người quấn nhỉ. Thế hả? Ngon không? Ngon không bao? Không, rất ngon. Nói chụp sâu không ngon rồi. Cũng cô la là ngon phải mọi người. Cô la này cô la không đường nha mọi người, dê rô. Dạ lắm đấy, mình đã chưa ngon hay đi. Ở đây ngon bao nhiêu? Je hoeft toch geen drie blikjes te hebben? Je hoeft toch geen drie blikjes te hebben? Dat is namelijk ook. Van de week hebben we een chocolade op de Rijnland, ook een zippie. Van mij aan. Oh nee, dat is ook volgens mij een keer op water, hè. Op een zippie. Daar komen we een zwarte mat tegen, met een inboring. Dat is een beetje snel kwijt. Dat is echt gebeurd, vrouw. Robinson Crusoe. Weet je? Oh, genoeg, jawel. Nou, kinderboeken. Ik ga het eens googelen. Voor de viewers. Dat was natuurlijk een verstoring. Ja, nóng giòn ngon mà. History books. History books. Nóng thì mình nóng đơn giản lắm mọi người. Chả giòn nóng lên. Cho ăn vậy. Rau sống. Rau phơm với nguồn ăn. Artificial intelligence before. Lekker. Goed hè. Có nhiều về ăn rất là ngon rồi. Ik wil mijn hoi met die plek. Ook leuk met hoi. Oh. Jij had er ook niet veel. Je hebt voor mij afgekeken, hè? Je hebt voor mij gezien, hè? Oh. Ik begon er net op de kast aan. Zo met dat, het is dat knikje, hè? Ja. Nou, gã mình, con gã mình đang nói. Ngày qua, gã mình nghĩ là ba không chơi được đâu, ba cho nó thua, đúng không? Ba nó thắng nhiều, ba nó tẩy mau chỗ, mau đứng hơn mình. Die daar op plant groeien. Ja. Enorm, hè? Ngoài vườn mình giờ đang có, giờ mình nói là ngoài vườn đang có khoai tây. Er ligt één aardappel die ligt los in de tuin, maar er schieten twee van die planten schieten eruit. Die zit geen eens in de grond. Ja. Mooi, er zit net een bootje, een zaalbootje. Jij kan er bijna in de grond. Oh, dat is een Prusoe, een zaalbootje in de tuin. Boot in de plastic, ken je dat? Nee, dat ken je niet, hè? Ja. Een storm in de hoogwater. Ja. Trong vườn mình chưa có rau vậy, có mỗi hành, rau thơm. Rau sống, thế lại rau cải cay mọi người. Vậy thôi à? Nó có mấy cây ăn trái nữa, táo à. Trái táo, rồi trái mận, rồi trái lê, rồi trái cherry nữa mọi người. Có bốn tên trái. Nếu là trái thì mình quay cho mọi người xem nhé. Em có nói không phải hả? Đấy, chỉ là một cái là hit, hit, hit. Ok. Hit. Hit. Hint teken, zeg maar. Hint teken. Wat je eens? En dat is goed. En dat was je gans. Zero sugar. Zero. Heel goed. Mm.
We leggen haar in apart, anders komt niet meer uit. Ja. Ja. Nee, niet wel. Haar wil niet delen, haar wil eten. Nee? Ja, maar net als spelen even. Dan moet duizend onderweg, denk ik. Hoe is die dan? Jammer. Dan dacht ik, ja, waar gaan we naartoe? Dan gaan we ook nog niet. Dat is jezelf wel af, hè? Nog een beetje jongens. Zo. Dat is een lekker bloemkastje zitten daar. Goed nou, ja. Beter dan patat. Goed nou, hè? Ja. Nee, dat gaan we. Dat gaan we makkelijk. Ik vond het net al voor jou, we zijn al brandbeer op het top. Dat zal wel geen zijn. Dat zal wel, brandbeer op het top. Jammer. Ken jij dat niet, brandbeer op? Die pot? Oh, dan zullen we maar de volgende keer even uitleggen. Dat hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Oh, pijn. Ja, ik moet even onthouden wel hoeveel stukjes water nou is. Kijk, als je dit zo in bent, dan doe je volgende keer meer water in. Minder. Minder, dan ben je allemaal op slag, hè? Dan gaat alles fout. Je moet dezelfde hoeveelheid water. Dan kwam je minder water in, dan kan je niet zo goed doen. Nee. Nee. Maar ik ga allemaal hoeveelheid oefenen. Maar dan, je zou iets nog een jaar tijd in, maar je zou het gewoon laten. Wat ja? Ja, toch, hij gaat dan niet aan de kant. Ik heb nog saus. Ik ben tien tijden, ja. Hij heeft een beetje van jou, maar hij heeft lang kijk. Maar je kan hij voor een saus bij elkaar. Excellent. Ik ben helemaal naar daar. Hij heeft een slink. Tel je dan mee, hè? Tijd, ik zie hem dan. Chào tạm biệt mọi người nhé. Nó cứ ăn cái húng chanh nè mọi người. Cái húng này là ăn nó hơi cay 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 the. Bây giờ bây chị lấy mần rồi. À chị ăn từ. Bây chị hết, ăn hết mà bây chị tự em dầu tôm rồi bây chị phun vậy. À cái smart ăn đây là happy sốt đó. Happy sốt đó. Dĩ cái dầu hả? Đây á, đây là men. Oh, what is? Nó hơi cay cay thôi. Cái bây chị đây là die zei het niet, maar beter in je tong. Ja, iets wat. Die, hè? Ja, die. Oh. Die is min. Mình đang nói trong xã mình cái này là min là mọi người cái húng cây á, húng ủ á. Còn này là húng chanh là mọi người, nó có cái vị hơi the the. Cái vị của mình cái này. Nó có hơi màu xanh lá cây. Mà nhìn cái màu nó giống như hai cái lá nó gần giống như nhau mọi người. Đấy. Cái này cũng mùa hè này nó lên thôi, cái mùa đông nó chết đi, nó xuống. Cái mùa hè lại lên lại mọi người. Thôi, video nhà mình đã dài rồi, mình dừng video đây nhé. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhớ đừng quên đăng ký, chia sẻ và nhớ bình luận, để lại bình luận nha mọi người. Video của mình, cái camera của mình nó chưa có làm, nó hình như nó bị hư nên màn ảnh nó không có được rõ nét lắm. À, mọi người thông cảm nhé. À, hẹn mọi người video mới tiếp theo. Nếu yêu thương gia đình thì hãy nhấn đăng ký, like, to lên và share nha mọi người. Thế nào? Hãy khởi nghiệp. Leave a comment in the comment section if you want. Ring the bell. Okay. Đó, mọi người nhớ. Đóng khám mình nói là nhớ mọi người nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và nhớ bình luận nhé nha mọi người. Hay. Mình tạm dừng. Video đây hẹn mọi người video mới tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye. Bye.